Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một dòng xe đua đến từ thương hiệu của Hansur Lucent. Xe có giá cực tốt là chỉ trên 7 triệu. Các bác có thể sở hữu một chiếc xe cấu hình Sora, rất thích hợp các bác mà mới tiếp cận những dòng xe đua các bác nhé. Vâng, đây là một mẫu xe đua mới nhất về tại Quảng Ngãi. Bây giờ sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, em đánh giá chiếc xe hình thức còn rất là mới. Hầu như nó đi bên xước. Với tông màu chủ đạo là tông màu trắng, đỏ, đen. Như các bác thấy đây, em sẽ lướt qua toàn bộ nước sơn của xe. Nước sơn bóng và rất ít vết xước các bác nhé. Đánh giá trên 90%, độ mới. Chiếc xe đua này rất phù hợp các bác mà mới tiếp cận dòng xe đua. Yên còn là yên còn rất tốt. Yên ra. Bộ phanh 3 mảnh Pro Max. Xe được trang bị củ đề Shimano Sora. Đùi đĩa của Shimano Sora. Và điều đặc biệt của chiếc xe này được trang bị được làm từ hợp kim nhôm 7005 aluminum. Đây một hợp kim nhôm siêu nhẹ. Nhẹ hơn 6061 thông thường và những chiếc xe khác các bác nhé. Xe hộ cùng siêu nhẹ rất ít khi về tại hưởng em. Vâng, phía đầu bên trên đây thì có biểu tượng của hãng, của con ngựa các bác nhé. Xe được sử dụng bộ tay lắc cao cấp của Shimano Sora. Đồng bộ theo xe. Tay lắc bên lip 9 tầng. Bên đĩa là 2 tầng cho xe 18 tốc độ. Vành. Bộ vành nguyên cặp Chopic của Pháp. Thông số lốp là 700 × 23C. Đây là một lốp thông thường của dòng xe đua các bác nhé. Lốp nhỏ. Sẽ di chuyển nhanh hơn so với dòng địa hình và dòng touring. Giờ sẽ đi vào đo chiều cao không đúng của xe. Chiều cao khung nhôm là 51 các bác nhé. Chiều cao khung là 51. Chiều ngang khung ngang là 51 luôn. Xuất phát từ 1m63 đến 1m75 khi với chiếc xe này. 9 tầng lít. Củ đề của Shimano Sora. 9 tầng lít thôi chứ. Lên lít. Vâng, chuyển động rất là tốt. Đúng lít. Phía bên tay phải nó gọi đùi đĩa 2 tầng của Shimano Sora. Lên. Gạt đĩa của Sora luôn. Đùi đĩa Sora. Vận chuyển động rất là tốt. Một chiếc xe làm từ hợp kim nhôm siêu nhẹ 7005. Với bộ chuyển động của Shimano Sora. Vâng, và vừa đánh giá trong chiếc xe Hansur Lucent. Chiếc xe được bán tại cửa Nga mức giá là 7,5 triệu. Miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm nhắn tin Zalo 0975 709 93 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe. Lên YouTube theo dõi Kiên Xe Đạp và nhấn chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại cửa Nga.
Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.